phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Thư viện Phật giáo Hoa Tạng. Tập 13. Thuyết pháp Đà Phễ Dòng. Khi giảng kinh nói pháp cũng thường hay hiểu sai đi ý nghĩa của Phật, hoặc hiểu khác đi, quên mất đi chân thật nghĩa. Do nghi khởi mê hoặc, trụ ư phiền não trung, kỳ tâm bất an lạc. Đây là hiện tượng tất nhiên. Bởi vì ngu si, do trong ngu si mà khởi mê hoặc. Giới thế pháp, giới Phật pháp đều không thể thông đạt tường tận. Không thể thông đạt tường tận, nhất định nghi hoặc trùng trùng. Thế nên ở trong đó đương nhiên liền sanh phiền não, không thể đạt được khinh an. Cái này tâm được an lạc là chúng ta học Phật có được lợi ích. Bước thứ nhất, học Phật có cái gì tốt? Cái chỗ tốt đầu tiên chính là thân tâm an lạc. Nếu như cái điều này không được, vậy thì bạn phải cố gắng mà kiểm điểm, mà phản tỉnh. Bạn học Phật nhất định có thiên lệch, có sai lầm. Nếu không mà nói, cái lợi ích này quyết định có thể có được. Đây là công phu rất cạn, không phải rất sâu. Công phu rất cạn, lợi ích rất nhỏ là tất nhiên có thể có được. Cho nên học Phật, không học Phật phiền não ít, càng học Phật phiền não càng nhiều, càng học áp lực càng nặng. Vậy sai rồi, bạn đi trên đường ba đạo rồi. Ma là gì vậy? Dày dò bạn, gây áp lực cho bạn, làm cho bạn thống khổ. Vậy thì bạn học ma không phải học Phật. Phật là nhất định được an lạc. Con người này không có được an lạc là bởi vì họ phạm lỗi lầm, do tham ngủ. Công đức dai tổn giảm, thường sanh ưu hối tâm, tăng trưởng chư phiền đảo. Đây cũng là lỗi lầm ưa thích ngủ nghỉ. Công đức cùng phước đức không như nhau. Việc này các vị cần phải ghi nhớ rõ ràng tường tận. Công là công phu, một phần công phu thì bạn có một phần thu hoạch, nó gọi là đức. Thí dụ trì giới có công, thiền định chính là đức. Tu định có công, khai trí tuệ chính là đức. Thí dụ bạn trì giới, bạn không được định, cái đó là phước đức, không phải là công đức. Bởi vì sau đó bạn không có đắc. Trì giới là phải đắc định. Có rất nhiều người trì giới được rất tốt, giới luật rất tinh nghiêm, không đắc được định. Tại vì sao không thể có được định? Tâm của họ tán loạn. Chính mình trì giới tốt hơn so với người khác, xem thấy người khác liền cảm thấy chính mình đáng được kiêu ngạo. Khi vừa kiêu ngạo thì định không còn rồi. Vậy sai rồi. Cho nên ở trong kinh Phật ngày nay, câu đầu tiên chính là dạy chúng ta bất cầu tha quá, bất cử nhân tội, rất có đạo lý. Lục Tổ đã nói, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Bạn trì giới trì được rất tốt, không thấy lỗi lầm của người khác, bạn liền được định. Tâm thanh tịnh của bạn liền hiện tiền. Chính mình giới luật rất tinh nghiêm, xem thấy người này không trì giới, người kia phá giới, người đó phạm tội,
thì bạn tiêu rồi, làm sao bạn có thể được định chứ? Cho nên cho dù trì giới trì được rất tốt, cũng là ở trong sáu cõi hưởng chút phước báo mà thôi. Đó không gọi là công đức. Công đức đều không có. Người ham ngủ không thể thành tựu công đức, thường sanh tâm hối hận, tăng thêm các phiền não. Diễn ly chư thiện hữu, diệt bất cầu chánh pháp, thường hành phi pháp trung. Thiện hữu phần nhiều là người dõng mạnh tinh tấn. Bạn ham ngủ nghỉ thì làm sao hợp cùng với họ? Vì không đồng loại mà. Bạn lành tự nhiên liền lìa khỏi bạn. Bạn chính mình lìa khỏi bạn tốt, bạn cũng khó cầu được chánh pháp. Thì làm sao bạn hành? Tất nhiên là trái với giáo huấn của Phật. Đó gọi là phi pháp. Bất hân cầu pháp lạc, tổn giảm chư công đức, diễn ly ư bạch pháp, thị lạc thùy miên quá. Không thể nào hoan hỷ học Phật, không thể nào hân hoan mà cầu pháp. Pháp lạc, pháp hỷ họ không thể có được. Do đó tất cả cái đã tu đều không có công đức. Không có công đức, dùng lời hiện tại mà nói là không có hiệu quả, không có thành tích. Công đức chính là người hiện tại gọi là hiệu quả, thành tích. Tuy tu học mà không thể có ra được thành tích, bạn tu học không thể đạt đến được mục tiêu mà bạn dự tính. Thí dụ chúng ta niệm Phật, công đức của niệm Phật là gì? Không thể nói mỗi ngày tôi niệm được 10 vạn danh hiệu Phật, tôi mỗi ngày tụng 10 bộ kinh vô lượng thọ thì có công đức rồi. Không phải vậy. Đây là bạn hạ công phu rồi, sau đó bạn có đắc hay không? Nếu như quả nhiên có đắc, vậy thì việc tu của bạn gọi là công. Sao công thì có đức mà. Đắc là gì vậy? Đắc mức độ thấp nhất, phải công phu thành khói. Cái gì gọi là công phu thành khói? Công phu này của bạn có thể hàng phục được vọng tưởng, tạp niệm, phiền não, làm cho nó không khởi được tác dụng. Đó gọi là công phu thành khói. Ta niệm Phật là vì cái gì? Đem phiền não niệm hết đi. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, một niệm tâm tham khởi lên A-di-đà Phật, làm cho cái tâm này bị đè xuống, nó không khởi được tác dụng. Gặp phải những việc không vừa lòng, tâm phiền não khởi lên A-di-đà Phật, làm cho phiền não bị đè xuống. Thật đã đè được rồi, thật không khởi tác dụng. Niệm câu Phật hiệu này gọi là công, hàng phục được thì gọi là đức. Không thể nói một mặt niệm Phật, một mặt khởi phiền não, vậy thì một chút tác dụng cũng không có. Niệm Phật như vậy không gọi là công đức. Nhiều nhất chỉ là tốt hơn nói chuyện phím hay mắng người một chút mà thôi. Vậy thì không thể có công phu. Công phu càng sâu, sự nhất tâm bất loạn, công phu càng cao hơn, lý nhất tâm bất loạn, đó gọi là công đức. Việc này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Cho nên họ cầu pháp không có cái tâm chân thật hoan hỷ, cái ý lạc chân thật, đương nhiên họ không có thành tích, đương nhiên không có hiệu quả,
xa lìa các bạch pháp. Bạch pháp chính là tất cả thiện pháp đều không sanh. Bỉ nhân tâm khiếp nhược, hằng thiểu ư hoan hỷ, chi phần đa lõa xấu. Đây là nói người nhiều ngủ nghỉ, thân tâm không khỏe mạnh. Tâm khiếp nhược chính là tâm lý không kiện toàn. Lo buồn nhiều, hoan hỷ ít. Chi phần là nói thân thể, thân thể bốn chi tay chân đều gầy ốm, ốm yếu. Đây là thân không khỏe mạnh. Câu thứ nhất nói tâm không khỏe mạnh, đây là nói thân không khỏe mạnh. Tự tri thân giải đãi, đố kỵ tinh tấn giả, nhạo thuyết kỳ quá ác, thị lạc thùy miên quá. Họ chính mình không tinh tấn, chính mình giải đãi, chính mình tham ngủ. Họ có biết hay không vậy? Họ cũng biết được. Thế nhưng đối với người khác, đối với người tinh tấn dục công, thì họ đố kỵ. Họ vẫn nói ra tâm bệnh của người khác, vẫn nói ra lỗi lầm của người khác. Đây là tạo nghiệp. Việc này chân thật gọi là tội chồng thêm tội. Trí giả liễu kỳ quá, thường ly ư thùy miên. Hai câu này là Phật nhắc nhở chúng ta. Một người có trí tuệ, biết được lỗi lầm của ngủ nghỉ, cho nên thường rời xa ngủ nghỉ. Việc rời xa ngủ nghỉ này chính là Phật đã dạy cho chúng ta: trung dạ thùy miên, sơ dạ hậu dạ. Sơ dạ là buổi tối từ 6 giờ đến 10 giờ, hậu dạ là buổi tối hiện tại, gọi là sáng sớm của ngày hôm sau, từ 2 giờ đến 6 giờ. Cho nên Phật dạy chúng ta thời gian ngủ nghỉ là 4 giờ đồng hồ. Buổi tối 10 giờ đi ngủ, 2 giờ khuya thì thức dậy. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta hiện tại thực tế là không làm được. 4 giờ đồng hồ, nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Cái thân thể này đích thực thể lực không thể hồi phục. Ngủ 6 giờ đồng hồ, nếu như bạn buổi tối 10 giờ đi ngủ, 4 giờ thức dậy, đây là thông thường đạo tràng chúng ta hiện tại đại khái đều là như vậy. 4 giờ sáng thức dậy công phu sáng, vậy đã cắt bớt thời gian rồi. Ngu nhân tăng kiến vọng, tăng là tăng thêm, kiến là tà tri tà kiến. Vô lời tổn công đức, trí giả thường tinh tấn, cần tu thanh tịnh đạo. Đây là một người ngu si. Một người là giác ngộ trí tuệ, hành vi của họ không như nhau. Ly khổ đắc an lạc, chư Phật sở xưng tán. Ngủ nghỉ là khổ, không phải là việc vui. Huống hồ là tham ngủ. Cũng giống như phía trước đã nói nhiều lỗi lầm đến như vậy. Thế gian chư kỹ nghệ, cập xuất thế công xảo, dài dò tinh tấn lực, trí giả ưng tu tập. Thế gian này nhiều loại kỹ đăng kỹ thuật, cho đến công xảo của xuất thế gian đều là từ tinh tấn mà sanh ra, quyết không phải là một người giải đãi họ có thể làm đến được. Hiện tại ở trên cái thế giới này, do vì giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, người nước ngoài đã có cái nhìn khác đối với chúng ta. Ngày trước họ xem thường chúng ta, không hề muốn tiếp xúc với chúng ta, chỉ là nghe nói mà thôi, cho rằng chúng ta rất ngu, rất khờ khạo.
cho nên họ xem thường. Thế nên năm xưa đi ra nước ngoài, như khi ở Hoa Kỳ, đều là làm khổ công, đều không phải là loại chức vụ cao thượng. Hiện tại giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, chúng ta qua lại nhiều rồi, người nước ngoài biết được, họ cũng dựa vào lương tâm mà nói chuyện. Họ nói trên toàn thế giới, nếu như một người so với một người, thì người chúng ta là thứ nhất. Trí tuệ tài nghệ của chúng ta không thua kém gì người khác. Họ cũng rất bội phục. Nếu hai người mà so, thì người Do Thái thứ nhất. Nếu ba người mà so với nhau, thì người Nhật Bản đứng đầu. Đây là nói rõ người Trung Quốc chúng ta tuy là rất ưu tú, rất thông minh, không đoàn kết, mỗi người theo ý của mình, không thể hợp tác. Lần đầu tôi đến New York là năm 1983. Khi đến New York Hoàng Pháp, gặp người nước ngoài, họ nói với tôi là nói lời nói này: Nhược nhân thú bồ đề, liễu tri thùy biên quá, an trụ tinh tấn lực, giác ngộ sanh tàm quý, thì cố chư trí giả, thường sanh tinh tấn tâm, xả ly ư thùy biên, thủ hộ bồ đề chủng. Hai câu kệ sau cùng là Thế Tôn dặn bảo chúng ta, nếu như chúng ta chí hướng ở liễu sanh tử, ra khỏi ba cõi, nhất là niệm Phật giảng sanh, bất thoái thành Phật, đó chính là thú đại bồ đề. Nhất định phải biết lỗi lầm của ngũ nghĩ, phải giảm ít ngũ nghĩ, phải nỗ lực tinh tấn, chúng ta mới có thể thành tựu. Xin mời mở Kinh Giang, tờ thứ 33, hàng thứ 6. Tờ thứ 33, hàng thứ 6. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn hy hữu Thế Tôn: Nhạo trước thùy miên, nải hữu như thị, vô lượng quá thất, nhược hữu văn giả, bất sanh ưu hối, yểm ly chi tâm, phát khởi tinh tấn, đương tri thị dân, thầm đại ngu si. Đoạn sau cùng này là Bồ Tát Di Lặc rất là từ bi. Sau khi nghe Thế Tôn giáo huấn rồi, là một tổng kết cho mọi người chúng ta. Trong đây mỗi câu mỗi chữ đều là khích lệ chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải có thể thể hội, cũng như Thế Tôn đã nói ở phía trước: tham đắm ngũ nghĩ thì có rất nhiều lỗi lầm. Thế là Phật nói ra 20 loại chẳng qua là lược nói mà thôi. Thực tế mà nói, lỗi lầm quá nhiều, nói không thể hết. Sau khi chúng ta nghe lời giáo huấn của Phật rồi, phải nên hối lỗi, chính là phải nên sám hối. Sám hối bằng cách nào vậy? Nhất định phải đề cao tinh thần, khắc phục ma ngủ, phát khởi tinh tấn, đó mới gọi là chân thật sám hối. Nếu như không thể, đó chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói con người này là người ngu si, ngu si cùng cực. Họ không biết được, sau khi nghe Phật nói rồi vẫn không biết cải lỗi, vẫn không biết được hồi đầu. Nhược hữu Bồ Tát, di dục chí cầu, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, văn thuyết
dư thị, chân thật câu nghĩa, công đức lợi ích, ư chư thiện pháp, nhi sanh giải đại, bất khởi tinh tấn, trụ bồ đề phần, vô hữu thị xứ. Tổng kết của Bồ Tát Di Lặc là hai đoạn. Đoạn phía trước là nói người thông thường. Sau khi nghe lời của Phật phải nên giác ngộ, phải sám hối, phải sửa lỗi. Nếu như là Bồ Tát, thời sẽ không như người thông thường. Chí của Bồ Tát chính là muốn làm Phật. Cho nên bạn học Phật, học Phật là gì cái gì? Học Phật nhất định phải là làm Phật mà ra. Thế nhưng hiện tại đồng tu học Phật rất nhiều, người có chí khí như thế này thì không nhiều. Tôi học Phật hơn 40 năm rồi, từ trước đến giờ chưa từng thấy một vị, cũng chưa từng nghe qua có một vị đồng tu nào nói với tôi họ muốn làm Phật. Chưa hề nghe qua. Bạn mới biết được, vậy đều là không đủ tư cách làm Bồ Tát. Đã làm Bồ Tát, mục đích của họ chính là muốn làm Phật. Cho nên năm đầu tôi học Lục Tổ Đàn Kinh, khi đọc đến Lục Tổ đi thăm Ngũ Tổ, đoạn đối thoại của họ, tôi xem rồi bồi phục đến năm dốc sát đất. Ngũ Tổ hỏi Ngài, nói Huệ Năng hỏi Ngài, ông đến chỗ này của ta, rốt cuộc là để làm gì? Lục Tổ trả lời rất hay, con đến để làm Phật. Đây thật là rất cực khôi. Ngài đến để làm Phật, có thể thấy được chí thú không giống bình phàm. Làm Phật chính là cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này là tiếng Phạn, dịch thành ý trung văn chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là cầu làm Phật. Vậy thì người chân thật phát tâm muốn làm Phật, nghe được lời khai thị của Phật, mỗi câu mỗi chữ này chính là câu nghĩa chân thật, giáo hối chân thật, công đức lợi ích ở các thiện pháp, còn sẽ sanh giải đãi, còn sẽ không tinh tấn, tâm không thể an trụ nơi đạo. Bồ đề đây chính là đạo, cũng chính là tâm thanh tịnh, cũng chính là tâm giác. Không hề có cái đạo lý này. Do đây có thể biết, sau khi chúng ta nghe rồi đều không để trong lòng. Khi nghe giảng rồi dường như là không có việc gì, sau khi bước xuống lầu rồi thì liền quên hết sạch trơn. Vậy thì không phải là Bồ Tát. Bồ Tát thì không như vậy. Bồ Tát sau khi nghe rồi liền sẽ khởi tác dụng, xem thử chúng ta có thể khởi tác dụng hay không. Phía sau đoạn kinh văn này cũng rất quan trọng, cũng là người hiện đại chúng ta thường hay phạm phải lỗi lầm này. Tuy phạm lỗi lầm này vẫn không biết chính mình là lỗi lầm, cho rằng chính mình công đức rất lớn. Thực tế mà nói, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong tu trì đã phạm nhiều loại lỗi lầm, đều cho rằng là công đức, đều cho rằng chính mình rất cừ khôi. Thí dụ như ngủ nghỉ tham ngủ bà, đại đức xưa đã từng nói qua,
Đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Vậy thì ngủ nghỉ chẳng phải là bình thường. Đó là người đại tu hành. Bạn tu dùng công phu gì vậy? Họ nói, đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ. Đây là dụng công của họ. Vì nếu bạn muốn học loại dụng công này, như bên trên đã nói, vô lượng lỗi lầm bạn thấy đều có đủ. Thế nhưng tổ sư nói, phương pháp dụng công của những người đại tu hành này có sai lầm hay không, lỗi lầm hay không? Không có. Họ có thể ngủ nghỉ. Họ đói rồi thì ăn cơm, mệt thì đi ngủ thì được. Chúng ta không được. Vì sao vậy? Người ta sanh tử đã làm xong. Hay nói cách khác, phiền não của họ đã đoạn rồi, sanh tử đã thoát rồi, không hề gì. Cái ý này chính là nói, đói thì ăn cơm, mệt thì đi ngủ, chính là nói họ đã hết việc rồi. Phiền não chúng ta chưa đoạn, vọng niệm quá nhiều, sự việc này chưa làm xong, bạn làm sao dám an tâm mà đi ngủ? Cho nên lời của Phật Bồ Tát Tổ Sư đã nói, chúng ta nhất định không nên hiểu lầm. Các ngài nói với hạng người nào, ở trong cảnh giới nào mà nói ra, chúng ta phải nên tường tận. Có những lời nói chúng ta có thể học tập, có những lời nói không thể học tập. Nếu học rồi thì học ngay. Đó không phải là cảnh giới của chúng ta. Phía trước đã từng nói qua, sơ nghiệp Bồ Tát cùng huệ hạnh Bồ Tát, phương pháp tu hành không như nhau. Huệ hạnh Bồ Tát là pháp thân đại sĩ, kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh chí ít cũng phá được mấy phẩm. Cho nên cách thức tu hành của họ khác với sơ học chúng ta. Sơ học chúng ta phải tuân thủ quy củ, cảnh giới của họ không thể nghĩ bàn, không phải cảnh giới của phàm phu tiểu thừa quyền giáo Bồ Tát, không thể học theo được. Thế nên trong cái đoạn này cũng là như vậy, chúng ta cần phải tỉ mỉ và thể hội. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật Ngôn Thế Tôn, dân hà danh di chúng dụ trung quá, nhược quán sát thời linh chư Bồ Tát bất doanh chúng dụ cần tu Phật đạo. Đây là câu hỏi của Di Lặc. Cái gì gọi là chúng dụ trung quá? Chúng là rất nhiều, dụ là sự dụ. Rất nhiều những sự dụ này, doanh là kinh doanh, là tạo tác. Bạn kinh doanh tạo tác rất nhiều sự dụ, có rất nhiều chướng ngại đối với tu hành của bạn. Lỗi lầm trong đây cũng có 20 loại. Nhược quán sát thời, cái quán sát này chính là bạn tường tận, bạn giác ngộ rồi, bạn biết được những sự vụ này là chướng đạo, những sự vụ này là người tu hành không nên làm. Linh chư Bồ Tát bất doanh chúng dụ, không còn kinh doanh tạo tác những sự việc này. Những sự việc này không hề có liên quan với liệu thoát sanh tử ra khỏi ba cõi. Cho nên vậy chúng ta phải cần tu Phật đạo. Phật đạo là đạo chánh giác, đạo đại giác.
giác ngộ cứu cánh triệt để đối với vũ trụ nhân sanh. Đây gọi là Phật đạo. Bồ Tát Di Lặc không chỉ vì chúng ta khải thỉnh, hơn nữa còn đem mục đích của khải thỉnh đều nói được một cách rõ ràng. Mục đích chính là Linh Chư Bồ Tát bất doanh chúng dụ cần tu Phật đạo. Phía sau là khai thị của Thế Tôn. Phật Ngôn Di Lặc: sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quán sát, nhạo doanh chúng dụ nhị thập chủng quá. Bạn xem thấy trả lời của Thế Tôn, câu thứ nhất là nói rõ rồi, sơ nghiệp Bồ Tát. Sơ nghiệp Bồ Tát chính là những người như chúng ta đây, phiền não chưa đoạn, sanh tử chưa thoát, đi thọ Bồ Tát giới rồi thì làm được Bồ Tát. Bồ Tát loại này chính là sơ nghiệp Bồ Tát mà chỗ này nói, phàm phu Bồ Tát. Câu nói này rất quan trọng. Cho nên các vị đồng tu, nếu như tỉ mỉ mà đọc tụng điển tích trong nhà Phật, trước tác của tổ sư đại đức xưa nay, bạn liền có thể tường tận. Chủ chùa, chủ trì trong các từ việc trước đây, thậm chí những người làm những việc tạp vụ trong tự viện không phải là phàm phu. Đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi xem thấy bạn chân thật phát tâm muốn dụng công tu học, họ đến hóa thân, đến để làm những việc này, để hộ trì các vị. Chúng ta xem thấy trong Cao Tăng Truyện, đầu năm nhà Đường, đại sư Trí Giả của núi Thiên Thai khi giảng sanh, các học trò hỏi ngài phẩm vị giảng sanh. Đại sư ngài nói, bởi vì ông làm trụ trì, làm trụ trì thì phải quản việc, phải quản người, quản việc, việc gì cũng phải quản, đương nhiên sẽ trễ nải, sẽ chướng ngại đối với việc tu hành của chính mình. Cho nên ngài là giảng sanh phẩm vị thứ năm. Phẩm vị thứ năm là đới nghiệp giảng sanh, sanh cõi phàm thánh đồng cư. Cái địa vị này rất thấp, không cao. Nếu như ta không dẫn chúng, không quản người, không quản việc, thì phẩm vị sẽ cao. Việc này chính là nói rõ hy sinh phẩm vị để giúp đỡ sơ học. Thế nhưng việc hy sinh này là có giới hạn. Giới hạn thấp nhất của ngài là gì vậy? Quyết định giảng sanh. Ta hạ phẩm giảng sanh cũng được rồi, tóm lại ta phải giảng sanh. Cho nên phải có cái mức thấp nhất. Nếu như vì mọi người phục vụ mà chính mình không thể giảng sanh, đời sau vẫn phải luân hồi sáu cõi, thậm chí còn phải vào ba đường ác, vậy thì sai rồi, đặc biệt sai lầm. Quyết không phải là ý của Phật Bồ Tát. Bồ Tát Địa Tạng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta có thể vào địa ngục hay không? Chúng ta vào địa ngục thì rất cực khôi rồi. Bạn phải trên Bồ Tát Địa Tạng thì có thể nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Địa Tạng là Bồ Tát Đẳng Giác, không phải là Bồ Tát thông thường. Đây chính là sơ nghiệp Bồ Tát cùng Huệ Hạnh Bồ Tát mà chỗ này nói.
Bồ Tát Địa Tạng là huệ hạnh Bồ Tát. Người sơ học chúng ta không thể học Ngài. Bồ Tát sơ học, lão thật niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy được A-di-đà Phật. Trí tuệ, thần thông, đạo lực của bạn thấy đều hồi phục được rồi, không hề khác gì với Phật, thì bạn có thể học huệ hạnh Bồ Tát rồi. Bạn đến kinh doanh chúng dụ, không sợ, không chướng ngại. Đây là nói Phật Bồ Tát. Chúng ta biết được Đại sư Trí Giả là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật đến. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là A-di-đà Phật hóa thân đến. Lần hóa sanh này là làm thân phận trụ trì để dẫn chúng. Còn có làm những việc dụng vặt, các ngài cũng làm. Có thể thấy được tâm của các ngài là bình đẳng, tuyệt nhiên không hề có chọn lựa, có phân biệt. Như Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền. Hai người này làm việc nấu cơm, bữa củi ở trong nhà bếp. Còn có Hòa Thượng Phong Can cũng làm việc dụng vặt trong nhà bếp, giã gạo, hầu hạ đại chúng. Phong Can là A-di-đà Phật. Di-đà, Văn Thù Phổ Hiền làm tạp vụ ở trong nhà bếp để cúng dường đại chúng. Đây chính là cái gì vậy? Doanh sự dụ. Bạn thử nghĩ xem, cái đạo tràng đó chân thật có người tu hành, Phật Bồ Tát đến hầu hạ, đến chăm sóc. Do đó trong nhà Phật, bất cứ một người nào, chúng ta đều phải dùng cái tâm rất cung kính để đối đãi. Không biết được họ là thân phận gì, bạn không thể nói những người quét nhà bưng trà tiếp đại khách ở trong đó bạn xem thường họ, cũng có thể là A-di-đà Phật hóa thân đến. Mắt thịt phàm phu của bạn, bạn không xem thấy ra được. Đây là dạy chúng ta phải dùng tâm bình đẳng đối với tất cả mọi người, tâm chân thành để đối đãi. Cho nên tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, tu ở chỗ nào vậy? Nơi cửa Phật là đạo tràng tu học tốt nhất. Bởi vì biết được trên dưới rõ ràng, có chư Phật Bồ Tát A-la-hán xen lẫn ở trong đó, bạn cũng không nhận biết, cũng không biết được họ là thân phận gì. Cho nên tốt nhất thảy đều cung kính, một mực bình đẳng cung kính, vậy thì không có sai lầm. Bạn chân thật tu phước rồi. Nếu như bạn có tâm phân biệt, bạn ở trong đó không những là không tu được công đức, mà phước đức cũng không tu được. Cho nên nói rõ sơ nghiệp Bồ Tát, phải nên quán sát. Chữ nhạo đây là ưa thích, ham thích. Ưa thích làm những việc xen tạp. Ở trong đây có 20 loại lỗi lầm. Một câu nhạo doanh chúng dụ, bốn cái chữ này phạm vi bao hàm rất rộng. Nhược quán sát thời đăng linh Bồ Tát, bất doanh chúng dụ, cần tu Phật đạo. Đây là chánh thức trả lời câu hỏi Bồ Tát Di Lặc. Mục đích của Bồ Tát Di Lặc hỏi chính ngay chỗ này. Nếu như họ có thể quán sát, họ có thể tường tận lỗi lầm của tác vụ này, họ tự nhiên liền xả bỏ, họ liền chuyên tâm mà đi làm đạo. Di Lặc dân hà danh di nhị thập chủng quá. Những kinh văn này chúng ta đều phải tỉ mỉ mà tư duy, tường tận mà thể hội, bạn mới có thể thấu hiểu được dụng ý của Phật ở chỗ nào.
càng phải nên chính mình bình lặng mà phản tỉnh. Ta có những tâm bệnh này hay không? Có những tập khí này hay không? Việc này vô cùng quan trọng. Nhất giả đam trước thế gian hạ liệt chi nghiệp. Nghiệp là sự nghiệp. Sự nghiệp thế gian, sự nghiệp của thế gian quá nhiều, quá rộng. Không chỉ Bồ Tát ở tại gia tham đắm sự nghiệp của thế gian, Bồ Tát xuất gia luôn luôn cũng bị phiền não tập khí che mất, cũng tham nhiễm sự nghiệp của thế gian. Trước tiên phải tường tận cái gì gọi là thế gian. Thế gian chính là sáu cõi. Bạn làm kinh doanh tạo tác loại sự nghiệp này không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Cái sự nghiệp này đều là sự nghiệp của thế gian. Bạn tu thiện, tích đức, tu phước, đời sau làm đến được Đại Phạm Thiên Vương. Trên thế gian này của chúng ta, bất cứ đế vương tổng thống nào cũng không thể sánh được, kém rất xa. Bạn làm Đại Phạm Thiên Vương, bạn vẫn là sự nghiệp thế gian. Bạn mới biết được phạm vi sự nghiệp thế gian này có lớn đến đâu. Sự nghiệp hạ liệt vậy thì không tốt rồi. Hạ liệt là gì? Là ba đường ác ở trong sáu cõi. Bạn đã kinh doanh tạo tác ra là sự nghiệp gì? Là sự nghiệp của đường ngạ quỷ, sự nghiệp của đường súc sanh, sự nghiệp của đường địa ngục. Đây gọi là nghiệp hạ liệt. Những thứ nào mới là sự nghiệp vậy? Việc này trên kinh đã nói đến rất nhiều, mọi người phải tỉ mỉ mà thể hội. Trong đây có một tổng cương lĩnh. Tổng cương lĩnh là gì? Phàm hễ là giúp cho bạn tăng thêm tham sân si mạng đố kỵ, chính là nghiệp hạ liệt. Phàm hễ sự nghiệp nào có thể giúp cho bạn giảm ít tham sân si mạng, đó chính là Phật sự. Các vị phải ghi nhớ, Phật sự thì nhất định giúp cho người đoạn phiền đảo, giúp cho người khai trí tuệ, giúp cho người được thanh lương tự tại. Nếu như tương phản lại với việc này, đó không phải là sự nghiệp của Phật, không phải là Phật sự, chân thật là sự nghiệp hạ liệt. Cho nên cái điểm này chúng ta cần phải bình lặng mà phản tỉnh. Nhị giả di chư độc tùng, tu hành tỳ kheo chi sở khinh tiện. Chữ khinh tiện này, người ta đã là chân thật tu hành, chân thật dụng công, họ sẽ không đi tìm lỗi lầm của bạn, họ cũng sẽ không nói lỗi lầm của bạn. Vậy làm sao mà khinh tiện chứ? Cung kính đối với bạn mà không cần. Đây chính là khinh tiện. Ở trong giới kinh Phật dạy cho các đệ tử mặc tân, ý nghĩa của mặc tân chính là kính nhi diễn chi. Mà chúng ta thường nói, tôi rất tôn kính đối với bạn, tôi phải giữ cái khoảng cách đối với bạn. Chữ khinh tiện là cái ý này. Tam giả diệt di cần tu thiền định, tỳ kheo chi sở ha trách. Ha trách cũng là kính nhi diễn chi, cũng là mặc tân. Quyết không phải là khi xem thấy bạn liền giáo huấn bạn một trận hay mắng bạn một trận.
không hề có đạo lý này. Không thể nào. Tỳ kheo cần tu thiền định chính là công phu tu hành sâu hơn so với phía trước. Phía trước là sơ học, chân thật có người y giáo tu hành. Điều thứ nhất trong ba điều chính là đã có công phu tương đối, cũng chính là được thiền định. Phía trước không có được thiền định. Nếu như y theo người niệm Phật chúng ta mà nói, điều thứ hai này đọc tụng tu hành, có công phu thành khói. Điều thứ ba cần tu thiền định là được nhất tâm bất loạn. Công phu này sâu rồi. Họ đều là kính nhi diễn chi đối với bạn. Tứ giả tâm thường phát khởi vô thị, sanh tử lưu chuyển chi nghiệp. Việc này quyết định không thể tránh. Trong lòng của họ thường hay ôm lấy, đều là những sự nghiệp mà họ đang kinh doanh. Những sự nghiệp này đều là sự nghiệp của sáu cõi luân hồi. Cho nên nói tâm họ thường hay phát khởi chính là sanh khởi. Vô thị sanh tử là tập khí. Trong có tập khí, bên ngoài có hoàn cảnh này. Cái hoàn cảnh này không phải là hoàn cảnh tốt, đây là cảnh ác. Không phải là hoàn cảnh tốt, cảnh giới chướng đạo. Cho nên vẫn cứ không ngừng tạo tác sự nghiệp sanh tử luân chuyển sáu cõi luân hồi, làm những việc này. Ngũ giả hư thực cư sĩ cập Bà La Môn tịnh tâm tính thí. Chỗ này nói rõ xuất gia khó. Xuất gia xả bỏ thế gian, tất cả sự nghiệp kiếm sống. Người thế gian họ đều phải có công việc. Công việc kinh doanh vì muốn nuôi dưỡng cả nhà, nuôi sống chính mình, nuôi sống cả nhà, phải làm sự nghiệp mưu lợi, gọi là sự nghiệp kinh doanh. Xuất gia rồi không còn làm sự nghiệp này, xả bỏ rồi tiếp nhận cúng dường của tín đồ tại gia, bạn không cần phải đi mưu sinh. Bạn tiếp nhận họ cúng dường, họ cung kính cúng dường. Mục đích của bạn ở chỗ nào? Bởi vì người xuất gia là phước điền, đến nơi đây để trồng phước. Vậy thì chúng ta tự hỏi chúng ta có phải là phước điền hay không? Nếu như không phải là phước điền, những người này đến đây để trồng, khi trồng rồi tương lai lại không trổ thành được hoa trái, vậy thì làm sao chứ? Vấn đề liền nghiêm trọng. Cho nên nhà Phật thường nói, một hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lòng đội sừng để trả. Những thí chủ này làm thế nào họ mới có thể được phước? Cần phải chính mình tu hành chứng quả thì họ được phước. Nếu như bạn tu hành không thể chứng quả, đời sau vẫn luân hồi sáu cõi, vậy thì thật có lỗi, tương lai phải quàn nợ. Hiện tại những người cúng dường bạn đều là chủ nợ, tương lai đời đời kiếp kiếp phải quàn cái nợ đó. Bạn nhận của cúng dường càng nhiều, vậy thì thời gian bạn quàn trả càng dài. Đây là thật, không phải giả. Không phải tổ sư đại đức hù dọa chúng ta, mỗi câu đều là lời nói chân thật. Cho nên chính chúng ta phải tường tận, phải cẩn trọng. Cúng dường của thí chủ vào thời xưa gọi là tứ sự: ăn uống, quần áo,
ngoạ cụ. Khi bị bệnh thì là thuốc thang. Đây là đem đời sống vật chất giáng xuống đến mức độ thấp nhất chúng ta có thể tiếp nhận. Một lòng làm đạo, quyết định không thể có dư ra. Có dư ra thì chính là tội lỗi. Có dư ra thì dễ dàng tăng thêm lòng tham. Đạo nghiệp không thể thành tựu. Ngày nay chúng ta thường hay nói pháp chúng ta tu đây là đạo dễ hành. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải chân thật đi được. Đi không được vẫn phải mang lông đội sừng để trả. Chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này rồi, chúng ta có cái tâm cảnh giác. Đồng tu cúng dường đối với tôi ăn mặc đủ rồi, có dư ra ở đây đây, chúng ta có in kinh, làm băng ghi âm, băng ghi hình, làm đĩa CD tặng cho các đồng tu học Phật ở các đạo tràng trên toàn thế giới. Đây là kết duyên với họ. Nếu tôi không liễu đạo, những người này tương lai thay tôi hoàn trả. Việc này phải làm cho rõ ràng trước. Cho nên các vị, mỗi một người đều có được cúng dường, đều phân hết cho các vị rồi, tương lai nếu khi hoàn trả thì các vị sẽ phải thay tôi hoàn trả. Chính mình đương nhiên phải dùng công, thế nhưng phải nghĩ đến vạn nhất không thể giảng sanh thì phải làm sao? Con đường về sau phải tính trước cho xong. Cẩn nhìn vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.